Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Đức của chúng tôi. Có thể nói mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng thì khó có thể hòa thuận được. Lòng tham không đáy của bà mẹ kế đã dẫn đến hàng loạt bi kịch. Chỉ vì không được hưởng thừa kế từ người chồng quá cố, căm tức con riêng của chồng vì cho rằng đó là lý do khiến mình trắng tay, nên bà đã thuê nhân tình sát hại con chồng bằng cyanua. Thậm chí cái vỏ bọc của bà tạo ra quá là hoàn hảo, khiến cho gia đình trong nhà không ai là nghi ngờ bà hết. Vậy chi tiết vụ việc như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Vào năm 2010, người dân tại khu 28, phường Phú Xã, thành phố Thái Nguyên xôn xao bàn tán xung quanh cái chết của anh Nguyễn Văn Nhường. Khi biết tin anh chết, người dân ở phường Phú Xá đã rất sửng sốt bởi ngoài việc là người có trí, thành đạt nhất khu phố, cử nhân Trường Kinh tế Quốc dân Hà Nội, thạc sĩ luật, có bằng luật sư và hiện tại làm cho một ngân hàng lớn. Xưa nay anh Nhường khá là kín đáo, hiền lành, chẳng bao giờ va chạm với ai. Trước đó vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2010, người dân đã phát hiện ra một cái xác người đàn ông ngoài 30 tuổi tại khu vực Dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, nên cấp báo cho cơ quan công an địa phương. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tới hiện trường để khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra, pháp y tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đầu độc, mép có chất dịch màu cà phê ứa ra, chết do bị nhiễm chất cyanua. Tuy nhiên, nạn nhân không có dấu hiệu bị cướp tài sản. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã lập ban chuyên án để điều tra làm rõ hung thủ. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Nhường, sinh năm 1977, quê Thái Nguyên, ở tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội. Các mũi trinh sát bắt đầu khẩn trương điều tra, lần theo những mối quan hệ của nạn nhân để truy tìm manh mối của vụ án. Qua thu thập thông tin, cơ quan công an được biết mẹ anh này mất hơn 20 năm về trước. Sau đó không lâu, anh Nguyễn Văn Nhuận, sinh năm 1947 ở thành phố Thái Nguyên, đã tái hôn với chị Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1968. Năm 1990, con gái chung giữa hai người ra đời là Nguyễn Trà My. Cuộc sống của gia đình không có mâu thuẫn gì, cho đến khi vào tháng 3 năm 2007, ông Nhuận qua đời và để lại bản di chúc với nội dung chia toàn bộ tài sản cho ba người con của vợ trước. Bản di chúc này cũng giải thích do đây là tài sản riêng có trước khi ông Nhuận kết hôn với bà Trinh. Do đó, theo nội dung trong bản di chúc này, sau khi ông Nhuận qua đời, mẹ con bà Trinh và Trà My không được hưởng tài sản gì, đã phải đi nơi khác ở. Chính điều này đã gây ra mâu thuẫn gay gắt giữa mẹ kế và con chồng. Nhận thấy vụ án mạng có liên quan đến mâu thuẫn gia đình, nên mũi trinh sát đã tập trung hướng điều tra và xác định được lúc đó là bà Trinh đang cặp với Dương Quang Thái, sinh năm 1970, trú xã Tân Quang, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng Thái hay qua lại với đối tượng Nguyễn Sĩ Bắc, sinh năm 1971, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lần theo manh mối của các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã xác định Trinh chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ án mạng trên. Ngày 17 và ngày 18 tháng 9, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Thị Trinh, Dương Quang Thái, Đặng Anh Cương, sinh năm 1985 ở Hải Phòng và Bùi Văn Ninh, sinh năm 1957 ở Hải Phòng, can tội giết người. Một trong những câu chuyện mâu thuẫn của bà mẹ kế là cho rằng anh Nguyễn Văn Nhường, một trong ba người con riêng của ông Nhuận, đã xui khiến cha mình không chia tài sản thừa kế cho mẹ kế, nên Trinh đã nhờ người tình cũ là Dương Quang Thái tìm người giết anh Nhường. Qua khai thác, Bắc khai đã nhận tiền của Trinh và Thái để thuê một số đối tượng lập kế hoạch hạ độc thủ anh Nhường. Thái tiếp tục nhờ anh Nguyễn Duy Niêm, sinh năm 1980 ở Hải Phòng, tìm người thực hiện kế hoạch sát hại anh Nhường. Nhóm của Nguyễn Sĩ Bắc, sinh năm 1971 ở Vĩnh Phúc, nhận lời và đưa ra giá 150 triệu đồng. Vào đầu tháng 8 năm 2010, Trinh đã gặp Bắc để đưa ảnh anh Nhường và 50 triệu đồng tiền đặt cọc. Ngày 22 tháng 8, biết anh Nhường từ Hà Nội lên Thái Nguyên để họp gia đình về việc phân chia tài sản thừa kế, Trinh đã hẹn gặp và đưa cho Thái một lọ thủy tinh đựng chất độc cyanua, một đôi găng tay cao su cùng 110 triệu đồng. Lọ thủy tinh này, Trinh biết bên trong có đựng bả chó, do một người quen gửi lại nhà nghỉ Trà My do thị làm chủ. Lọ thuốc đó vẫn sẽ cứ ở trên cũi chó nếu Trinh không nảy ra ý định tàn độc khi lấy nó đưa cho người tình cũ. Nhưng mà Trinh lại báo rằng bên trong lọ đựng thuốc ngủ, phải bắt anh Nhường uống thuốc ngủ trước khi giao Nhường cho Trinh. Ngay sau đó, Thái gọi điện cho Bắc thông báo tình hình. Bắc lại gọi điện cho Niêm rồi hẹn nhau gặp lúc 9 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2010 ở ngã ba Kim Anh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
để cùng Lên Thái Nguyên nhận mặt, theo dõi và bắt anh Nhường theo hợp đồng đã định sẵn từ trước. Thái đã đưa cho Bắc 10 triệu đồng và một túi ni lông, bên trong có lọ thủy tinh đựng cyanua, đôi găng tay, những thứ mà Trinh đã đưa cho Thái và dặn Bắc. Trước khi giao Nhường thì phải bắt nạn nhân uống lọ thuốc trên, và khi anh Nhường nằm im, cứ để nạn nhân nằm bên vệ đường, sẽ có người để nhận. Khi nhận nhiệm vụ thực hiện hợp đồng, Bắc tìm gặp Niêm, Cương và Ninh và truyền đạt lại chỉ thị vừa nhận được từ Thái, và không quên đưa lại cho Niêm lọ thuốc bả chó chứa chất độc cyanua cùng 5 triệu đồng. Nhóm của Niêm theo dõi anh Nhường. Khi thấy nạn nhân bắt xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội, Niêm Cương cũng lên xe theo sát nạn nhân, trong khi Ninh bắt xe taxi bám theo. Khi về đến bến xe Mỹ Đình, Niêm gọi cho Lê Nguyên Trưởng, sinh năm 1985, ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, và Trần Quốc Việt, sinh năm 1988, ở thị trấn Cát Hải, thành phố Hải Phòng, cùng đến tăng cường lực lượng, theo dõi khi anh Nhường về nhà trọ ở phố Lê Trọng Tấn. Sáng ngày hôm sau, ngày 24 tháng 8 năm 2010, chúng theo anh Nhường khi anh đi ăn sáng, uống cà phê, rồi lừa đưa anh lên taxi, chạy theo đường cầu Thăng Long, hướng Sóc Sơn. Trên xe, bọn chúng lấy viên thuốc nhét vào miệng nạn nhân, ép uống nhưng mà không được. Quyết tâm thực hiện ý đồ, đi đến địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, bọn chúng lại tiếp tục khống chế, ép nạn nhân uống nước pha sẵn nửa viên thuốc độc. Khoảng 30 giây sau, anh Nhường lả dần đi, hai bên mép tràn dịch, nhận thấy nạn nhân đã tử vong. Khi đến chân dốc Dê Diều, Niêm giao anh Nhường cho Bắc, thì Bắc bảo Niêm cứ thả xuống vệ đường, sẽ có người nhận. Sau đó, Bắc nhận 100 triệu đồng từ Thái, rồi giao cho Niêm 60 triệu đồng. Sau khi thả nạn nhân xuống vệ đường, chúng bỏ đi. Đến trưa ngày 25 tháng 8 năm 2010, công an nhận được tin báo của người dân địa phương phát hiện xác của anh Nhường tại dốc Dê Diều, thuộc địa phận xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Có thể nói, khi dư luận về cái chết tức tuổi của anh Nhường chưa kịp lắng dịu, thì người dân địa phương lại phải sửng sốt một lần nữa khi biết tin kẻ đứng sau cái chết này lại chính là Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1968, là mẹ kế của nạn nhân. Trong căn nhà cấp 4 nằm ở lưng Trường Đồi, bà Nguyễn Thị Quế, cô ruột của nạn nhân, ngồi trầm lặng, mắt đỏ hoe. Đến tận bây giờ, khi kể lại những gì đã xảy ra, bà Quế vẫn không quên nhắc đi nhắc lại câu nói: "Tôi không thể ngờ được." Theo lời của bà Quế kể, sau khi mẹ anh Nhường mất, bố anh đã đi bước nữa với Nguyễn Thị Trinh. Vào thời đó, Trinh đã là người phụ nữ khác xa với các chị em vùng thôn quê này, từ cách cư xử cho tới ăn mặc. Trong cuộc sống thường nhật, Trinh luôn tỏ ra là người biết điều, khéo léo đến mức mọi người trong nhà anh Nhường đều coi trọng. Sau khi bố anh Nhường mất vào năm 2007, mọi chuyện trong nhà đều do bà Trinh một tay quán xuyến với thái độ rất nhiệt tình. Bởi vậy, chẳng mấy ai trong nhà nhìn thấy sự mâu thuẫn giữa anh Nhường với bà mẹ kế đang lớn dần lên. Vào cuối năm 2007, bà Trinh đệ đơn lên tòa dân sự để kiện anh Nhường về việc phân chia tài sản. Chẳng biết thắng thua thế nào, nhưng mà một thời gian sau, chính bà Trinh là người đề nghị gia đình ngồi lại với nhau và tự hòa giải. Mọi chuyện lại đâu vào đó, với những nụ cười và lời nói dễ nghe của cả hai bên. Trước hôm người ta phát hiện ra xác của anh Nhường, cả gia đình, trong đó có cả Trinh, đã cùng nhau ngồi lại với nhau để đi đến thống nhất về việc phân chia tài sản thừa kế do bố anh Nhường để lại. Bà không một chút nghi ngờ nào cho một người chị dâu của mình. Cái vỏ bọc mà Trinh tạo ra quả thực quá hoàn hảo. Người trong nhà hoàn toàn không nghi ngờ gì với chị Trinh. Thậm chí vào ngày Nhường chết, chị Trinh cùng với anh Trung là chú ruột còn tất tả xuống Hà Nội để nhận xác. Vậy mà, bà Quế bảo rằng trong đám tang của Nhường, tiếng khóc ai oán, não lòng của bà Trinh khiến ai nấy cũng phải thương tủi. Thậm chí, em trai của Nhường còn cảm kích nói: "Anh Nhường mất rồi thì mọi việc sẽ nghe bà Trinh sắp đặt. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Với tất cả hành vi tội ác của mình, sau 2 ngày xét xử và cân nhắc các tình tiết của vụ án, ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Duy Niêm, Đặng Anh Cường tù trung thân, Dương Quang Thái 16 năm tù, Nguyễn Sĩ Bắc 16 năm tù, Trần Quốc Việt 18 năm 6 tháng tù, Lê Nguyên Trưởng 18 năm tù, Bùi Văn Ninh 12 năm tù về tội giết người, Nguyễn Trọng Minh 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp các khoản tiền bồi thường như án tang, cấp dưỡng cho các con của nạn nhân, cũng như truy nộp khoản tiền thu lợi bất chính. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ BinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.